Ủa bạn hả? Chào Mai nha. Mà mình vẫn chưa biết bạn tên gì. Mình tên Khang. Khang ở thành phố. Chắc vui lắm ha. Vui lắm. Ở trên thành phố có nhiều nhà cao cấp vót kìa nè. Nhiều xe nữa, chứ nhiều khu vui chơi. Mà nói chung á là vui lắm nha. Mà ở thành phố không vui bằng ở đây đâu. Tại sao? Tại vì ở đây á có rất là nhiều trò chơi. Mà Mai đảm bảo là con nít ở thành phố chưa bao giờ được chơi. Khang muốn thử không? Thử. Đi gói cục sỏi nè. Khang ném coi ai ném xa hơn. Ok, chơi không? Chưa quá à. Cầu cưới nè, Khang làm đi. Cảm ơn Mai nha. Bây giờ Mai dắt Khang đi mua đồ chơi nha. Ok, đi, đi. Cái này ăn ngon lắm nè, Khang có mua không? Mua thử đi. Vậy Khang muốn vị gì nè? Vị nào cũng được. Lấy vị cam ha. Ok. Ủa còn cái này là gì vậy? Cái đó là được thổi bong bóng á. Chơi cực kỳ vui luôn. Thử không? Mua đi. Đi. Nè, mình ăn cái này nha. Ngày ta yêu nhau là tình yêu của những đứa trẻ nhỏ. Ngon á. Cô Khang nè. Ngon. Bây giờ Khang muốn ăn cái gì nữa? Cái đây là kẹo dẻo á. Khang thử đi. Ngon á. Ngon. Nhưng những cái này ngon thiệt chứ. Thôi vậy chơi. Thở bong bóng. Khang muốn thở không? Thở ra. Thở mạnh lên. Thôi không được. Wow. Hay quá vậy. Ngon mai nha. Khang thử đi. Wow. Được. Khang giỏi quá à. Bị xẹp rồi. Rồi xong phim. Mà bây giờ trễ rồi, Khang về đi. Mẹ Mai sắp về rồi đó. Mai, mình qua chơi tiếp nha. Qua gì qua hoài vậy? Mình qua để đưa quà cho Mai. Quà gì? Chiếc xoài. Xoài hả? Cũng được. Thôi, giờ Khang về đi. Bye bye Mai nha. Bye bye. Bye bye. Ê, nó có phải là cái thằng mà từ trên thành phố xuống không? Nếu em cướp em mày của tao, nó phải biết tay tao.